Hay ra đổi mẹ ai? Đây, đặt xuống, bưng cho một màu. Đấy, đi một màu. Khỏe à? Khỏe tôi, khui. Chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mấy anh em mình thử lắp cái này như nào anh em? Không búa. Là mua cái này mất 25k. Bộ xếp hình Lego. Toàn tiếng tê tiếng tàu chẳng biết cái gì. Đây là cái hình của nó ấy. Bên trong nó có những cái gì. Ở đây đây. Nó có cái hướng dẫn này nhé. Lấy bát ô tô ra đây. Không cần. Ngồi xa xa tí đứa lấn. Đứa lấn của nhau. Con cơm nhỉ? Sẽ mang ra cho anh em xem hết nhé. Yeah, kia là của Phúc rồi. Nhỉ. Đây của Mạnh. Mình ơi, cho trộn thế này nó không cho gọi là khác đi à? Anh em trộn vào cùng ba đi, con muốn vào trộn hết cả vào thôi. Nó muốn đích từng màu. Ôi nhìn nó bé lắm anh em. Bây giờ mình bắt đầu mình thử mình tháo ra mình lắp nhé. Anh em ngồi trước cửa em ấy rồi. Phải không? Đúng rồi. Ui, quấn đi. Không nhìn nào, ngồi thì nhìn xa đây đi. Nếu biết làm gì em lại mua này về lắp. Đúng rồi. Em mượn ra chứ, em cho anh em bán lại em rẻ không? Con này ở quán anh ấy, con này là 25.000. Đã lắp được đấy, kéo vào này. Kéo vào đấy. Kéo vào anh. Nó khó chứ. Kéo vào này. Lắp cái gì ấy? Đấy, lắp vào đây, lắp cho cái chiều đó ấy. Như bạn vừa nãy lắp được một phần này. Đấy, đúng chưa? Đấy. Một đống này. Lắp đến đâu à? Ôi giời, mãi được cái cục này. Bây giờ mới hiểu nó lắp như nào. Mạnh lắp đến đâu à? Dạ mày đến đây. Mặt này này, này đến cả mặt này, này anh em thích nó lú không? Ok, từ cái mặt này nhé. Này, bỏ ra đây. Để lắp cái mặt này nhé. Ui trời ơi, lắm thế. Xem nào, lắp cái mạch này. Có ăn cơm nhỉ? Đã đâu vào đây chưa? Có đồ mạnh nhé. Chưa. Có này đồ mạnh thì mạnh rửa bát đi. Thế thì nấu của Phúc luôn đi. Lấy đồ. Lấy đồ sang nấu. Nấu đi. Ui. Đi. Vào nấu đi. Anh Toàn ạ, à, anh em mình nên ăn chung. Ok, tí nữa anh em mình nấu. Mình giống nhau mà. Mình một loại mà. Quá giống nhau luôn. Không. Này rồi như nào nhé? Lú cái đầu đi. Ôi cái này khó lắp lắm mọi người ạ. Ừ. Sớm nhau, sớm không mua giờ mua kiểu đố nhau được. Tối nhìn đen hết tay anh em. Nó vào. Nó còn đang tối chứ anh em định đẻ ra đi mua cái này phải lắp. Hả? Không nấu nữa, nấu với anh Toàn. Ok. Xem nào. Quá rồi. Mà anh Toàn này chụp được pin không? Chụp được pin thì lúc từ giờ anh ấy lắp sau. Có em. Có cái màu xanh đéo đâu, đây có màu xanh như này. Anh bạn không? Anh mày có một tí màu, màu không đụng nhau lắm. Nhưng mà nó đẹp nhá. Để nó trông được. Để làm cái bảng đây nữa. Nháy cái đầu mạnh. Xong rồi thì một cái bảng.
Vâng đây. Mẹ lắp khó bỏ bà. Ai mua này đấy? Tao. Em này ghế để ngồi à? Ok, caramel ngồi. Đây là hình gì đây? Con kiều à? Cái này có bao nhiêu mảnh để biết đấy? Nhìn màu nó biết à? Nhìn màu lắp thôi. Hình kia còn to hơn nữa, kia nhìn nhiều hơn nữa. Cái em ra bát đây. Yêu. Mua này bao tiền một hộp đây? 25.000 à? Thế mà hôm trước thằng Quang ở phòng cuối kia nó mua 35.000 một hộp rồi đấy. Hộp như này. 35.000 thế. 35.000 luôn. Hôm nay người ta xả. Yêu con. Cái. Chịu. Xin lắm vậy. Em đây đây. Thế mà lên từ quê lên đây có kịp ăn cơm gì chưa hay là mua này về đó luôn? Vừa mua đồ em phát thấy cái này này hay quá. Mua đâu đấy? Đấy, được thêm một cái hình nữa. Mua cái này đâu đấy? Thêm một hình nữa. Mua này ở quán. Đấy chưa? Giới thiệu với anh em cái này mình mua ở quán tạp hóa thôi nhá. Thì tổng cộng lên mấy cái. Về những cái hình nhỏ PT này. 7 yêu 7 thanh. Giờ đến hai cái này. Nhìn màu nó biết à? Phúc ơi! Cái này nhiều màu giống nhau lắm mà. Sao mạnh cái đèn pin đi? Không, người ta nó ít màu giống nhau. Hả? Sao cái lại cái đèn pin đi? Ở cái hộp. Nhìn con kia màu sắc đẹp hơn kìa nhỉ? Đen đỏ trắng. Mày bật lát lên phát tao mù mắt rồi làm. Mày tắt đấy cho tao đi. Tắt đi đen xì xì. Đèn kỹ nữa, đèn kỹ. Như này nó mới sáng trắng. Này giờ phân biệt màu này cam thì đỏ mới khó ấy. Rồi con kia dễ. Con kia nó có màu đen, trắng và đỏ. Thú vui, nắp Lego này. Ủa đây không, nó không mua cái búa à? Cho cái búa à? Búa đâu mà búa. Tuy nhiên mấy thanh lại thích lắp cái này. Nên dù mình cũng hóng, mình cũng máu, mình lắp cùng. 7 cái, chứ cái là 5 cái. Anh em xem thấy hay, like, đăng ký kênh ủng hộ nhé. Sang bảo là cái like nào đạt bao nhiêu thì cho luôn cái này. Ô. Bao nhiêu like cho luôn cái này. Mẹ nhét không vào đấy. Mẹ lú mắt thế nhỉ. À đây, mãi vào. Những hình nhỏ nhỏ như thế này. Cái này tặng người yêu à? Làm tặng người yêu à? Ăn gì chưa? Ăn rồi, ăn cơm rồi, chơi. Ăn sớm đi. Ăn sớm đi. Biết mấy giờ rồi? Em vào nấu cơm hộ đi. Bây giờ làm biết mấy giờ rồi? 6 rưỡi rồi, 7 giờ rồi ấy. Hả? 7 giờ rồi. Xạo. 6 giờ. 7 giờ kệ 7 giờ. Ồ, anh nhìn quần. Cái này. Đã đến 7 giờ rồi, 7 giờ cũng đi nấu cơm ăn. Sang bật cung điện ở ngoài này nên chưa bật. Sáu rưỡi. Đi cũng sáu rưỡi 8 giờ à nhầm 7 giờ. Anh út lắp phát vào luôn đi. Đưa cái lắp mình dễ. Đấy. Rồi được. Tập 3 cái nữa kìa. Rồi. 2 cái thôi. Màu đen khó lắp. Đây là vào rồi. Chị rồi. Cái này mà có người yêu mà không biết mình ngồi nắp như này nha. Đây, giờ nó mới vào rồi thì đây. Bởi vì cái nắp này đến lúc tặng nó không nhận này thôi. Nó lắp cái này, nó lắp chơi. Ô, cái thằng ở cuối phòng trước ở kia kìa. Quang ấy nó gấp con này xong nó tặng người yêu mà. Lắp về để tặng người yêu ấy. Ui, thế kỳ cuối tuần. Bây giờ làm gì? Tặng người yêu. Nhìn lũ đầu thế, nhìn lũ mặt thế. À, lắp như thế này à? Dạ đúng nhiều mày cố vãi. Dạ mùa này. Lắp xong thì ghép hết vào với nhau rồi. Cái này là... Đây này, ngồi đây luôn này. Nó sáng đèn nó soi sáng thì nó dễ hơn. Thôi được rồi, mày tắt. Quay nhiều quá mày ăn một con nếu xong. Là sắp xong rồi mọi người. Được cái chân này, cái phần dưới. Đấy, anh em thấy không? Nhưng mà sao nhìn nó ảo thế nhỉ? Đấy, nhìn được cái chân phần đế này. Xong cái nhưng mà vẫn còn một đống này. Lắp tiếp cái phần nào nhỉ? Đây, có mấy cái phần này, đang có phần này. Đây, cái này. Từ lỗ này đến lỗ cuối.
Sao nhìn không giống này. Ui, đúng cái chân rồi. Mình chỉ lắp chân sau. Thì nó bị ngược nhé. Áo đấy nhỉ. Bị ngược. Không có cái búa để mình đập nhỉ. Cái lắp vào dễ, nó tháo khóa nhỉ. Gì vậy? Ok anh em, đây là cái mà mình đã thấy chưa? Con đây... đang học. Đấy, của mình là thế này nhá. Con của thằng em kìa. Không, đang học cái này. Đấy. Giờ lắp tiếp phần đằng sau anh em ạ, lắp tiếp cái phần này cho nó hoàn thiện nhé. Đây, đang đấy, đang lắp cái này cái. Ủa, lắp tiếp. Quấn rất là nhiều. Lắp như này. Cắm cơm thôi, cắm thôi. Cắm rồi. Ui trời thật thế. Rất là mạnh ở đây rồi. Người ghép vào anh em đi. Xin lỗi. Cái này trước. Không. Cái chân này. Tí tự nấu lấy thôi. Sao bên này. Nấu mạng. Nhưng mà con vải khó chịu rất bó bụng. Hả? Đỡ đi. Đỡ không chưa? Xong rồi. Xong chưa? Hoàn thành chưa? Đang là lắp xong mặt bên đó. Mạch bây giờ mới sang mặt bên. Vừa lắp sửa cái kia thôi. Giờ đây cái này. Cái này ở đây. Xin lỗi đấy. Đó, xong mai xong trước đây. Thế là vỡ hả? Nửa cây đi. Bên nào đây? Cái mặt bằng của cái này này. Bằng của này quay về trước. Đấy. Cái... Ông lắp lại à? Cái này chặt rồi đấy. Ấm đó mới qua tay. Ô phải không ấy? Nó đang bị giữa này nhỉ? Nó đang bị giữa này. Đúng rồi, ra đây phải đúng rồi. Chỉ giữa thì nó peo, mất luôn. Không bay máu. Hay hay hay. Cái em bay lại đầu rồi, nó đang đầu rồi. Cái này sao nó không căng nhỉ? Toàn dùng chân đi. Cứ cho nó thành sắp thành hình anh em. Được cái sừng này đũa. Lấy muôi à? Ai đũa lấy muôi? Không có ai dùng cái muôi. Đấy à, cứ hơi không?
mạnh chậm nhất đây mọi người. Ui nó giục mẹ đâu. Phải này em nghĩ hay là cho nó về đằng trước này đi. Sắp xong rồi mà còn nhìn còn nhiều thế. Nắp bừa vào, rút móc ra từ bộ thôi. À không biết. À, cho tương lai đi cua hồ rồi. Đi đi đồng gạch. Thấy nó rắc rối lắm, thôi mình lắp nốt cái này vào. Ủa gì đó. Mẹ lại sai chỗ nào ấy. Cuộc đời nắm nút chút bên trong mũi tôi. Trời ơi sao lắp mái nó không vô. Biết là tuổi em cả. Đâu rồi, alo tôi miếng này. Ủa sao xong rồi anh em. Miếng góc nào. Thế bạn miếng này là miếng này. Không phải. Không phải chứ gì. Là lối đi bạn. Là lối xuống đây. Thì cứ lắp đi xong lại lắp màu nào ra màu đấy tiếp. Thì miếng này tôi lắp. Đây cô Lê lắp thêm một tầng này. Cảm ơn này. Tôi lắp thêm tầng này. 45 mẹ. Anh em biết là đi chơi với trò này. Bạn lắp cho tôi cái tôi mua bạn lắp cho tôi. Tôi chịu được là tôi đi hết cả người đây. Ngấy lắm này thì mẹ muốn hoàn thành. Đúng cái đầu. Đúng cái đầu. Ừ. Để cho nhé lắp thêm cái chân cho nó dài ra. Em ơi em sao em lùn thế. Để đặt thêm một chồng này nhé. Bên men đẹp này. Bên men đẹp này. Không quá ấy. Không quá. Không quá. Nhưng mà bọn ta đây bốc ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên. Xạo. Sợi ngẫu nhiên. Để hết vẻ áo rồi. Đợt có con Doraemon các thứ nhiều. Đây. Đây nhà. Bác cho bạc đầy. Bao tiền không? Tôi giấu hết tôi hỏi được. Lấy bạn lấy hôm nay đấy. Chùm. Chùm. Mẹ tôi bán nữa. Hỏi thành anh em. Bạn thấy không đừng. Tôi chịu đi. Mẹ lắp đồ con nhìn nó ngứa mắt rồi. Điểm 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 đây. Bạn lên hết bao nhiêu tôi mua ạ của bạn. Anh em ơi. Cho em anh. Anh nói. Thưa nhiều. Còn được. Thưa nhiều là anh nhìn kỹ vào. Anh lắp chắc chết rồi. Nhìn kỹ của anh chưa. Nhìn mấy cái màu này đúng đúng chưa. Nhìn cái chất vào vàng này. Thiếu này. Vui rồi. Đây đây. Nhìn kỹ đi. Thiếu đây. Nhìn kỹ đi. Anh nhìn kỹ này lần nữa đây. Cái đây đâu. Ui ôi. Thiếu. Thiếu. Nó là bên trong hiểu không. Thiếu rồi. Thiếu. Thiếu. Nhìn kỹ vào. Thiếu rồi. Thiếu rồi. Không thiếu. Thiếu rồi. Kêu của anh đâu nhỉ. Kêu to của anh đâu. Cầm đây. Anh nhìn có anh thiếu rồi. Nó ở ngoài thì tất cả cái hình này nó sợ ở ngoài không phải là ở bên trong. Thiếu đây. Rồi. Thiếu đúng luôn. Thế cái này đâu, cái đây đâu, thiếu cái những bậc đây là cái bậc lửa này. Ui ôi ôi không, đây cái này lắp vào không tháo rồi, cái tháo ra tháo một lửa lắp thêm một bậc nữa. Nó đủ mà lắp thêm hai tầng đi. Thiếu anh thiếu cửa nhiều quá, lắp thêm tầng lên cho nó cao. Lắp đế chỗ này, lắp đế. Lắp đế thì mình tự nghĩ ra chứ không cần lắp đế luôn. Lắp đế cho đẹp chứ bạn. À hình như mà vẫn còn thiếu tầng này sao cái gì. Đúng rồi, cái gì đấy của anh thiếu tầng này là nhìn nghe anh đâu ấy thì đứt đầu ấy. Cả làm anh lắp nhanh thế. Ô anh lắp bèo cái xong. Mạnh đây à? Tôi đây bạn. Lúc hai cái chân rồi. Không phải luôn. Không à? Không phải. Đi ăn cố. Cũng cố à? Cố đâu. Vậy à, còn nhiều một thanh thế lắp trên tầng trên này nữa. Đây lắp trong trên này cái gì đây? Là phải tháo ra. Sừng tháo khó thế nhỉ. Anh lấy một tay gãy ra lấy cái ấy anh ạ. Bịa lắp thêm tầng không à. Quay cho anh em xem. Ok anh em. Một cái bóng nhảy nữa anh em. Một tí đi. Cái này một cái bóng nhảy luôn là sáng. Anh em thấy giống hình chưa?
Đúng rồi anh Cản. Đây còn một nhà em trong là làm ăn sáng. Đâu? Vì em đâu? Ô sao chưa xong à? Vì em vẫn chưa xong anh ạ. Mỏi quá. Làm hết rồi. Của Phúc đâu? Của em thiếu một tầng nữa. Của anh xong rồi. Giờ em phải nhìn cái hình này này. Theo kẹt tóc. Theo kẹt tóc. Ừ. Ôi nhưng mà cho hỏi đây màu này màu gì đấy? Đầy mình vẫn còn đầy mọi người. Lắp đúng một tiếng anh em. Đây thành quả. Ui. Đấy. Thành quả của mình chứ. Chất luôn anh em. Nhưng mà đúng một tiếng hở hở này. Ép mãi nó xuống, nung xuống, ép mãi nung xuống. Nói chung là đẹp rồi đấy. Lúc đầu nhìn mấy cái bé bé này nhìn mẹ lú luôn. Ok. Nói chung là lắp cái này mất một tiếng ấy. Tí cho anh em xem thành quả ba cái. Đợi đây em lắp xong nữa. Của mình xong rồi. Ok anh em, đây là thành quả sau hơn gần 2 tiếng anh em ạ, gần 2 tiếng. Này, đây là con của mình nha. Anh em thấy chất không? Đây, đây là con của mình này. Đây là con của em Phúc này. Đây. Đây là con của em Mạnh. Đây, chất luôn. Nói chung là vẫn còn thừa mảnh, những cái mảnh Lego ấy. Đi xem làm như nào để nhét nó vào cái gì nữa cho đẹp. Đấy. Đây là thành quả ba cái trong gần 2 tiếng nhá. Cho nó đứng lên này. Đấy. Rồi. Thì nói chung là video đến đây thôi. Nếu anh em thấy video hay thì cho mình xíu like và đăng ký kênh của mình nhá. Nói chung là video chỉ thế này thôi. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Bye bye.